Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà được xây dựng độc lập, đường ngõ trước nhà rất là thông thoáng, gần với trục đường chính. Đây, đường ô tô đỗ ngay gần với lại, gần như là đỗ gần với lại nhà nhất có thể mọi người ơi. Nó chỉ cách ô tô đỗ nhà nó chỉ cách khoảng tầm mấy mét thôi ý. Đó, thực tế đường ngõ Ngọc Ánh quay và gửi tới mọi người. Căn nhà này diện tích 30m², hướng nhà là đông nam, thiết kế và xây dựng độc lập mọi người nha. Cụ thể nó là thuộc phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và được căn nhà này thì thiết kế vừa mới hoàn thiện xong, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Mặt tiền của ngôi nhà đây rất là thông thoáng. Mặt tiền thì toàn bộ đã được ốp đá granite. Và phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện màu vàng và bên trong nó là cửa gỗ mọi người nha. Nó thuộc phường La Khê, quận Hà Đông. Từ vị trí của cái căn nhà này, xung quanh ngập tràn tiện ích, đi tới trung tâm hành chính quận này, đi tới chợ Hà Đông này, đi tới trung tâm thương mại này. Nói chung là nó chỉ phạm vi bán kính của cái căn nhà này, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 2 km thôi là tiện ích quá là đầy đủ. Đi lại giao thông thuận tiện, ngõ trước nhà như thực tế ở đây quý vị nha. Đó. Đây, Ngọc Ánh đứng đây cho mọi người xem. Ngõ trước nhà nó khoảng tầm 2m2 và cách với trục đường ô tô đi lại được á, tránh nhau ấy, nó chỉ khoảng tầm 30m thôi. Và mời mọi người theo em vào cụ thể khám phá cái căn nhà này, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Giá chào bán của căn nhà này 3.600.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có trở về vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và với cái căn nhà này thì quý vị chi trả trước giúp Ngọc Ánh khoảng tầm 1,2 cho tới 1,4 tỷ đồng tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm nha mọi người. Ngọc Ánh review rất là chi tiết cụ thể đường, ngõ, hướng, vị trí và giá, cho nên mọi người cứ cân nhắc xem kỹ video của Ngọc Ánh trước khi đi xem nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh chia sẻ như vậy. Và căn nhà này sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà luôn. Ưu điểm lớn nhất của nó đó chính là ngõ nông. Và căn nhà này có một chút ở phần nhược điểm, đó là cái căn nhà này nó hơi bị vát ở cái phần hậu mọi người nha. Đây, thực tế nhà có sao Ngọc Ánh sẽ quay y như thế cho quý vị nhìn đó. Và mọi người cứ cân nhắc trước khi đi xem nhà cùng với Ngọc Ánh và cứ gọi điện trước để em tư vấn cho mọi người. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà quý vị nha. Với cái căn nhà này thì hoàn thiện xong hết rồi. Bây giờ thì theo hiện trạng là chỉ việc dọn đồ về ở, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ. Ngoài cái phần cửa chính của ngôi nhà thì cái phần phòng khách của ngôi nhà đây, như thực tế ở đây là có một cái chiếc cửa sổ có rèm luôn rồi mọi người này. Đó. Và từ cái chiếc cửa này mọi người có thể nhìn ra được cái đường ô tô đi luôn này, trục chính. Nó gần với lại cái đường Phan Đình Giót Hà Đông mọi người nhá. Đó. Ngõ nông đi lại rất là tiện, ô tô lùi vào tận cửa. Căn nhà đã hoàn thiện xong hết, cửa chính đây. Cửa chính thì thiết kế là cửa gỗ lim, bên ngoài thì là sắt mỹ thuật sơn tĩnh điện. Đây chính là cái phần phòng khách. Kia thì mọi người có kê giúp Ngọc Ánh bộ sofa và ở đây thì là cái phần để tivi mọi người ạ. Được tấm PVC nhựa này. Đó, ốp lên kệ tivi. Nói chung là đấy, Ngọc Ánh review cụ thể mọi người có thể tưởng tượng ra luôn. Ngoài ra cái phần phòng khách thì ở đây là có cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Ưu điểm và nhược điểm thì Ngọc Ánh cũng đã chia sẻ rồi, cho nên mọi người cứ cân nhắc nha. Và đừng rời mắt khỏi video để xem trên tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà này thiết kế ra sao. Thì cái phần phòng bếp ở đây đã được hoàn thiện xong hết chỉnh chu rồi. Đó. Tủ bếp thì thiết kế là tủ gỗ ăn cường và toàn bộ là màu trắng ghi mọi người ạ. Ở dưới là màu ghi, khá là hợp lý. Xung quanh bếp thì là ốp kính, ốp bếp. Và cái không gian bếp ở đây thì chủ nhà thiết kế luôn cho mình một bộ hút mùi bếp cộng với lại một bộ bếp từ nha mọi người. Đó, phụ kiện bếp đi kèm thì chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa. Đó, đều được thiết kế rất là chỉnh chu đầy đủ rồi. Căn nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Được thiết kế duy nhất một căn xây dựng độc lập quý vị nhá. Và phần tầng 1 của ngôi nhà ở đây thì còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi rửa, gương. Và cái hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tay vịn của trụ cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Và Ngọc Ánh review đã khá là chi tiết tầng 1 rồi. Mời mọi người theo em lên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà. 5 nữa mọi người ạ, 5 tầng cơ mà. Để xem ngôi nhà này thiết kế có hài hòa hay không nhé. Và quý vị ơi, khi Ngọc Ánh bước chân lên trên phía tầng 2 ở đây thì tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như sau. Một nhà vệ sinh ở phía bên ngoài và một cái phòng ngủ rất là rộng, tương đối rộng mọi người ạ. Và thực tế ở đây thì quý vị có thể nhìn cho Ngọc Ánh nha.
căn phòng ngủ này đã được chủ thiết kế luôn cho mình một cái giường này, một cái táp đầu giường này, một cái tủ quần áo này, một hai bộ rèm cửa, một chiếc điều hòa, đó, kệ tivi. Đây, review chi tiết nha mọi người. Đây, điều hòa này, rèm cửa này, hướng nhà đông nam rất là mát. Đây, tủ quần áo. Mọi người ơi, mọi người có thể nhìn xem căn nhà này thì đúng là chỉ việc xách vali về và ở thôi. Phía dưới chân Ngọc Ánh thì được chủ nhà lát sàn gỗ. Mọi người ơi, đây, sàn gỗ và cái màu tủ cũng như là cái màu giường nó cũng tương đồng với lại cái màu sàn gỗ này mọi người ạ, rất là đẹp. Cái giường này thì kích thước là 1m8, 2m nha mọi người. Đó, táp đầu giường đây, tủ quần áo đây, kệ tivi kia, điều hòa đây. Wow, căn nhà này không có thể gì để chê đâu mọi người ạ. Thật sự là như vậy. Vị trí ngõ nông, đi lại, giao thông rất là thuận tiện. Với phía tầng 2 này thì cũng được chủ đầu tư thiết kế hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, hồ sơ điện, hồ sơ nước đã lắp đặt đầy đủ. Quý vị, nó thật luôn là chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Đó. Và tiếp theo ở phía tầng 2 ở đây là phòng vệ sinh. Chính cái phần vát ở dưới tầng 1 mà Ngọc Ánh đã chia sẻ đó là nhược điểm thi ở tầng 2 ở đây. Quý vị nhìn mà xem này, quý vị nhìn thực tế luôn cho em đây. Chủ đầu tư thiết kế hài hòa chưa ạ? Cabin tắm đúng vào cái phần vát ở đây mọi người ơi. Khoảng không nó rất là rộng này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối này, kệ vắt khăn dàn này và bàn đá lavabo đây. Đấy, nước sạch sử dụng mọi người ơi. Và ở đây thì với cái không gian của cái nhà vệ sinh này thì có cả một cái cửa ở nhà vệ sinh, cửa sổ nhỏ nhỏ này, rồi là gạch ốp lên trên tới tận trần rất là sạch sẽ và cái độ thẩm mỹ này. Đó, cửa nhà vệ sinh thì là cửa nhôm hệ. Mọi người nào mà muốn tìm nhà ngõ nông, đường ô tô gần và đầy đủ những cái tiện ích xung quanh đi lại thì mọi người liên hệ ngay với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho mọi người những cái căn nhà ưng ý nhất với cái tầm tài chính của mình nhá. Cửa thông phòng, tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ đây mọi người này. Đấy, rất là chắc chắn nha. Và đây là tầng 2 của ngôi nhà. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà nha. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Thì đây, mọi người ơi, với tầng 3 của ngôi nhà thì nó thiết kế tương tự như tầng 2 thôi. Cũng rèm này, điều hòa này, giường tủ. Tuy nhiên, quý vị có nhận ra điều gì khác biệt ở cái căn phòng này không? Đó chính là cái màu tủ quần áo mọi người ạ. Đây, cái màu tủ quần áo ở dưới phía tầng 2 nó là màu gỗ nâu trầm. Thì ở trên đây chủ đầu tư thiết kế nó khác hơn, đó là tủ quần áo màu trắng. Đó, tối ưu cái công năng, tối ưu cái diện tích sử dụng. Thực tế mọi người có thể nghĩ mà xem, 30m mà thiết kế nó rất là hài hòa. Một số quý vị thường xuyên chia sẻ với Ngọc Ánh là anh chị không thể nghĩ rằng là với 30m mà bọn em lại thiết kế được cái căn nhà nó hợp lý như thế ạ. Đó, bởi vì là bên này tất cả đều có thiết kế mọi người ơi. Cái khổ đất thiết kế sao cho nó hài hòa, sao cho nó hợp lý nhất để đưa tới tay khách hàng dễ nhìn nhất và quý khách hàng dễ chọn lựa nhất. Đó, đây là phía tầng 3 rồi, đã có hai phòng ngủ. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây anh chị ơi. Đây ạ. Nhà vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Y hệt như tầng 2, cũng có cabin tắm này. Đây, Ngọc Ánh đứng đây cho mọi người xem nhá. Rất là rộng luôn ấy. Đây. Đó, cabin tắm riêng này, lavabo bàn đá này, bồn cầu này. Nói chung là thiết kế đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng vô cùng hợp lý. Tiếp theo, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, tầng 3. Vậy thì mọi người có thể nhìn đây, 3 phòng ngủ riêng biệt, 3 chiếc giường này, 3 chiếc táp đầu giường này, 3 chiếc điều hòa này, đồng thời là 3 tủ quần áo này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Quá là hợp lý luôn. Chiếc giường thì 1m8, 2m ở đây. 3 phòng ngủ đều được lát sàn gỗ mọi người nha. Đây, tủ quần áo. Đó. Quý vị về không phải lắp thêm một cái đồ nội thất nào nữa. Có đầy đủ cho quý vị hết rồi. Điều hòa này, giường này, tủ này. Hợp lý đúng không ạ? Và Ngọc Ánh review thì rất là cụ thể, rất là chi tiết cho mọi người rồi. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Nhà quay như thế nào thì quý vị đến xem nó y như thế. Không treo đổi dề, không bán thì chó mọi người nha.
rất là mất thời gian của mọi người. Cho nên em đã dùng cái phương thức mà quay video rất cụ thể gửi tới quý vị trước. Đây là tầng 4, phòng vệ sinh tầng 4. Như vậy, lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, Ngọc Ánh sẽ tổng kết lại cho quý vị là căn nhà này 5 tầng, 4 phòng vệ sinh, 3 phòng ngủ riêng biệt mọi người ạ. Dưới tầng 1 thì phòng khách, phòng bếp. Vậy thì còn lại đó là tầng 5 của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mọi người đừng rời mắt khỏi video cùng Ngọc Ánh nhá. Đây mọi người ơi, đây chính là phía tầng 5 của ngôi nhà. Thì như Ngọc Ánh vừa chia sẻ về dưới tầng 1, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 ở đây mọi người có thể nhìn thực tế hoàn toàn là gỗ lim mặt bậc của bậc lên trên tới tận tầng 5 đây. Và tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế ra sao? Tầng 5 thiết kế một cái khu vực sân phơi và đây chính là phần phòng thờ của ngôi nhà mọi người nha. Đây ạ. Rất là rộng, thoáng. Nhà nào phòng nào cũng có cửa sổ riêng, cũng có rèm cửa đây quý vị nhìn thực tế nhá. Đó. Rất là thoáng, ngõ nông, đường rộng. Căn nhà này đặc biệt nó rất gần với lại chợ Bông Đỏ mọi người ơi. Cho nên quý vị nào mà chắc mọi người biết chợ Bông Đỏ đúng không ạ? Nó cũng khá là nổi tiếng của Hà Đông á. Đó. Thì nó rất là gần, nó cách vị trí chợ Bông Đỏ này khoảng tầm 200m thôi, đi lại rất là thuận tiện. Và đây chính là phần sân phơi, phần còn lại của cái ngôi nhà này. Đây, khu vực để máy giặt này, đó, ống chờ, sàn thoát nước, rồi là ổ điện. Với cái vị trí căn nhà này thì dân cư đi lại vô cùng đông đúc, mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Đó. Giao thông rất là thuận lợi. Gần với lại chung cư The Pride này, Golden Seal này, gần với lại trung tâm hành chính quận này, gần với lại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông này. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nha. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.